Khoảng 40 dân biểu dân chủ trong bộ vét chỉnh tề ngồi xuống sàn Hạ viện sau khi đọc lời tuyên thệ trung thành. Dân biểu dân chủ John Larson thuộc tiểu bang Connecticut nói, Chúng tôi sẽ chiếm sàn này, chúng tôi sẽ không còn bị khước từ quyền bỏ phiếu. Dân biểu Larson sau đó bị ngắt lời và các máy thu hình bị tắt khi Chủ tịch Hạ viện tạm thời ra lệnh ngưng phiên họp. Một số các hành động này được đưa ra ngoài xuyên qua các kênh tư nhân. Đảng dân chủ đề nghị nới rộng việc kiểm soát lý lịch và những hạn chế khác để ngăn chặn những phần tử khủng bố và những cá nhân nguy hiểm khác mua súng. Dân biểu dân chủ John Lewis, tiểu bang Georgia nói: "Chúng tôi kêu gọi giới lãnh đạo Hạ viện đưa ra dự luật hợp lý về kiểm soát súng ra Hạ viện để biểu quyết. Hãy cho chúng tôi bỏ phiếu." Dân biểu Lewis dùng chiến lược trong thời kỳ ông là một nhà hoạt động dân quyền để cầm đầu việc tỏa kháng ngày hôm qua. Ông nói, Chúng tôi không còn chờ được nữa. Do đó ngày hôm nay chúng tôi đến Hà Viện để nêu lên sự cần thiết phải hành động. Không phải tháng tới, không phải năm tới, nhưng ngay bây giờ, ngày hôm nay. Các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Mỹ ủng hộ những biện pháp hợp lý để bảo đảm súng ống không bán cho ai cũng được. Việc quốc hội không hành động được đổ lỗi cho những cuộc vận động của hiệp hội súng Mỹ. Dân biểu dân chủ Donna Edwards, tiểu bang Maryland nói. Đây là lúc quốc hội lắng nghe tiếng nói của dân chúng Mỹ thay vì nghe lời của Hiệp hội Súng Quốc gia, lắng nghe ý kiến của số đông dân biểu dân chủ và Cộng hòa và những dân biểu độc lập và tước súng khỏi tay những phần tử khủng bố, những phần tử tội phạm và những người có thể làm hại người khác. Một số thượng nghị sĩ ngày hôm qua đã đến Hạ Viện để ủng hộ các dân biểu dân chủ tại Hạ Viện. Thượng nghị sĩ dân chủ Barbara Murkowski, từ bang Maryland nói, Tôi rất thất vọng vì chúng tôi phải sử dụng những chiến thuật dân quyền đó để có được quyền hiến định cho các dân biểu Hạ viện tuân theo những quy định và yêu cầu biểu quyết về vấn đề là nếu bạn là một tay khủng bố, bạn sẽ không có thể mua súng hay đóng lại lỗ hổng này. Ngày thứ hai vừa qua, Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã ngăn chặn bốn biện pháp kiểm soát súng được đề nghị những người chống đối cho rằng các biện pháp này sẽ tước đoạt quyền hiến định của người bán súng và người mua súng